Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn không một mặt kẹp hình basic. Để móc được mặt kẹp basic trang trí này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 12 móc xích, sau đó mình sẽ móc tăng dần đến 3 hàng. Sau đó mình sẽ móc phần móc xích này, mình sẽ móc vào đây là 12 mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc vào đây là 3 mũi móc đơn, 4 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là mình sẽ lặp lại tương tự như thế để được các phần như thế này. Phần len mình sử dụng đây là len nico tông. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu vàng, một cọng len màu tím đậm, một cọng len màu vàng nhạt, một cọng len màu tím nhạt, một cọng len màu hồng, một cây móc, một cây kim, một con dao. Đây cho mình đào móc xích. Sẽ mua 10 mũi móc xích, bỏ qua chân mũi đầu tiên, sau lên đây 8 mũi móc đơn và 8 chân mũi.
Sau đó mình sẽ đổi màu lên ở đây.